May ra có lừa được mấy con lươn cụ. Mồi nó cũng giỏi lắm. Mồi ra truyền thì nó mới lừa ai. Không có lươn thì... Có lươn thì... Bao nhiêu con là lấy hết. Đây. Lươn nó khôn, nó ở lâu năm thì phải có loại mồi đặc biệt giữ được hắn. Xịt xịt này được rồi. Lão Cáo ơi, đi vô đi, sở đi, đi đi thăm mấy cái ống lươn đặt hôm trước xem nào. Mấy ống đấy nhở? Rồi lại có kiểm tra được chi không nào? Ra xem xem có cái gì không, lỡ ngỡ lại nguồn. Lỡ ngỡ lại vô huy trường. Con gì là chiều lại đủ cũ hả? Không 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 đánh án, không không đánh án. Anh ạ, đây là ông bà cái bị lừa nhiều rồi, bây giờ nó là gọi là bắt quan án đưa ra chứ không phải là đi đánh án, hiểu không? Gì á? Đừng có đùa nhá. Đừng có đùa chứ. Đúng không? Có gậy chưa? Ủa, ôi, mẹ đùa thật tao á. Đâu đâu đâu. Ủa, ôi. Bắt tao lấy cái gậy không? Ê ôi. Để em xem đã. Không, châu châu không phải. Châu à? Ôi. Con này. Từ từ. Ê ôi. Ui, con này to lắm. To lắm. Mà con này phải đến 2 cân đấy. Lấy cái gậy, chạy lấy cái gậy coi. Đau chứ? Nấc đuôi lên. Các lá đi làm kia đi kiếm ăn đây đó bảo. Thế thì đứa này ngon, con này phải tầm cân rưỡi. Này thôi, ngon rồi, ngon rồi. Được, cứ bình tĩnh, à. Dốc ngược đuôi đó là chịu thôi mà. Chặn đầu à? Chặn đầu anh nhậm, cái đầu xuống. Ây da, ây da, ây da. Ý chặt. Ây da. Lắm ạ. Từ từ rồi, chặt vào. Lựa cây lên tí nữa đi. Nhẹ nhẹ thôi, anh hơi nâng lên rồi. Rồi. Chiều nay là có mùi ngon rồi. Quá hợp lý. Ôi mẹ ngon quá, ôi trời ơi. Đang định kiếm con này bao nhiêu? Con rắn. Ê ôi, tao sợ tí nào. Ê ôi. Chắc lắm, chắc chắn ôi, lắm. Béo lắm, béo lắm. Hồ chi à? Không, con này hồ châu, này. Nhưng con này sắp lột da này. Hồ châu không phải là hồ chi à? Em không biết đâu, nhưng em có thấy cái tên của này hồ châu à. Nó sợ con rắn hả? Nó sợ mẹ chú chô hải con rắn hả? À, để có khả quan đâu nào. Ôi trời ơi, nặng tay lắm. Đó. Chắc phải được 1-2 con là chắc. Được, cứ để dồn 6-7 cái vào kia đổ luôn cơ thể. Đầm này ngày xưa rất là nhiều lươn các bạn. Lúc bé anh em bọn tôi đi câu lươn to có con 4-5 lạng luôn. Giờ ít người toàn trang trại ấy, người ta rào hết nên là cấm cái xung kích điện nên bọn nó cũng không, nó đánh ở ngoài đồng đánh trộm thôi. Trong trang trại này thì không ai dám vào cho nên là lươn nó cũng sinh sôi phát triển trở lại. Đây gọi là đầm đáng nhé, có nghĩa là đầm lầy. Lươn đầm đáng là rất là nổi tiếng. Nặng tay không? Nặng đấy. Ống này to nhất rồi.
hỏng. Ống này to đấy, nhất. Đấy, ít rau lắm. Đấy, ngon quá. Tí là để nhúng mẻ các bạn nhé. Con bố này, ngon lắm. Đây bông lục bình đây, tí nữa thì chúng tôi sẽ lấy một ít bông lục bình nha để ăn kèm. Đấy. Bông lục bình nấu với lươn cũng rất ngon các bạn. Rau sắn này nha. Sắn này mới vừa hái muối này các bạn này. Đó là mai ngày kia thì sẽ có view dưa sắn. Sắn phải là cái sắn củ, sắn ăn ta, sắn ngon đây này thì mới được nha, chứ cái sắn cao sản là sắn trắng là không ăn được. Này là bèo Nhật Bản các bạn nhá. Đây ăn toàn đồ của lợn, chuối cũng của lợn ạ, rau ngủ cũng của lợn ạ, bèo Nhật Bản cũng của lợn ạ, bèo lục bình cũng của lợn ạ. Đây bên đây đi, bên đây đi, bên đây đi. Đây là bèo Tây. Lục bình nhé. Lục bình, bông lục bình các bạn nhá. Đây trong miền Tây gọi bông lục bình nè. Bông lục bình này thì nó chỉ lấy được một chút cái nõn thôi. Cái này là bỏ đây các bạn nhá. Để bỏ vô lên luôn à. Đấy, ăn với cả rau chuối. Ăn bông lục bình với bèo Nhật Bản nhá. Bèo Tây và bèo lục Nhật Bản. Và cây chuối. Đây, đổ bỏ vào lươn luôn đi. Đắp cái lục mấy em này. Dồn hai ba bữa nhá. Quá nào rồi, mới có 6 ống nhỉ, còn hai cái nữa đâu. Ui trời, chả biết trôi đi đâu đấy, thấy chưa? Ngon chưa? Dồn mấy hôm rồi đấy. Được, thì tốt không? Đây này, con này này. Trong đây hay lắm, người cầm nhầm nó không biết đi đâu nữa. À đây có này, có này. Cái nào chẳng có á bạn. Đấy, ui vàng ướp luôn này. Ống này nhiều này, cái ống này. Ngon, ống nó ngon nè. Đây. Đấy. Ôi trời. Được. Không sắp đây bùn này. Còn nhẹ nhất bùn này. Ô hôi thế nhỉ? Lươn phải hôi thôi. Hôi tanh thế. Được rồi, hôi tanh tí thành ngọt. Được rồi, chỗ này cũng phải chà. Hôm nay chính hôm nay được nhiều hơn hôm qua. Hôm nay phải được hơn cân hôm qua, được hơn nửa cân chứ mày. Hai được nhiều cơ. Hai được nhiều cơ. Được nhiều chứ. Đây bạn, nước nó này, nước nó bị hôi mà cứ dùng thoải mái. Rồi ok, hôm nay bắt được 2 hôm gom được thì khoảng hơn 2 kg lươn. Thì anh em chúng tôi sẽ làm cái món gọi là lẩu tứ khoái rau lợn. Đây là tôi sẽ điểm danh những cái tứ khoái rau lợn, là 4 cái loại mà rau mà lợn nó thích ăn nhất. Thì anh em chúng tôi hôm nay là ăn chanh rau của lợn nhá. Một là bèo Tây này, hai là bèo Nhật Bản này, ba là rau ngổ, ngày xưa ngổ đắng này cũng cho lợn ăn là lợn cũng thích lắm này này. Bốn là rau chuối. Đó, cái thân cây chuối này. Ôi giời, lươn đang ra này. Đó, sao được. Phì gớm lắm, vui chả. Làm sót đấy. Bỏ muối vào đâm sót đấy. Úi giời ơi, nhảy đi con. Tăng thank you.
anh em đi đổ ống dồn mấy hôm mới được một nấy lươn này, cứng lươn ngon đến đầu rồi bây giờ nhá, bỏ vào này làm lẩu, đấy gạt vào, đấy, xịt nhá, có cả nước vô luôn này, đó, tí cái này thì đỉnh lắm, đó, sôi lên rồi bây giờ nướng toàn rau, nướng nhiều rau lợn này. Rau, giới thiệu với cả nhà đây là món anh em chúng tôi tạm gọi là món lẩu tứ khoái rau lợn, thì bao gồm bốn loại rau chuyên để cho lợn ăn, đấy là rau chuối, rau bèo Nhật Bản, rau bèo Tây và rau ngổ. Thì đây là cũng một cách ăn không mới lạ lắm, người miền Tây thì người ta cũng ăn nhiều rồi, nhưng mà để mà ăn rau ngổ như ngoài miền Bắc thì là cũng chưa thấy ai ăn cả. Và cái đặc biệt là cái thân cây chuối này thì cũng rất ít người ở trong miền Nam biết ăn, chủ yếu người Bắc. Thì hôm nay chế biến cũng đã xong rồi, mời cả nhà dùng bữa với anh em thôi nhá. Rồi, mời mọi người nhá, mời cả nhà nhá. Cả nhà nhá. Lão hổ làm xoáy lên đi. À đây là lẩu cáo. Mời cho anh ít rau vào đây nào. Bác mình là gọi là rau bèo Nhật Bản và cái này gọi là bèo Tây, nhưng mà trong miền Nam ấy, miền Tây là gọi là lục bình với lại kèm lèo. Đây nhá, đây là rượu ba kích của sản vật vùng cao nhá. Mình đang bán 65k một lít, ship toàn quốc. Đây là ba kích rừng tiêu chuẩn hàng A1 các bạn nhá. Ngâm với tỷ lệ 1:10 và ngâm với rượu nếp. Anh em nào có nhu cầu thì gọi cho mình 0373674161. Làm cái rau bèo này dậy mùi đấy. Món rau lợn của lợn này. Rau hổ thứ phát à. Ngọt lắm. Anh còn ăn cái nhắm đi, nhắm đi anh em ơi. Nhắm đi, thôi được rồi. Rồi, anh em ta làm lại cái nhá, rồi cái nhá. Nào. 1, 2, 3, vô. 2, 3, vô. 2, 3, hết. Màu ba kích quá đẹp nhỉ. Đây, từ chị em uống đi. Đoạn đây mình. Đây, cà mai đấy. Cà mai nè. Xanh gì. Cà phượng uống đi em. Em không có phượng, không uống được. Hơi nhạt thật, không phải chậm. Ôi, chấm mắm. Đấy nhá. Lươn mình đúng anh em mình đánh thật ở dưới đầm lầy. Đứng đầu năng cho cái rau ngân đồng đáng đấy, mình ấy. Chơi một cú này. Để nó hổ táp một táp ơi, mẹ đang nóng ngon lắm. Đây các bạn nha, giới thiệu các bạn là cái này là cái bông bèo Nhật Bản này, à cái bông bèo Tây này. Bèo Nhật Bản. Bông bèo Tây. Lục bình tím. Còn cái đây là bèo Nhật Bản này. Đã làm miếng lươn đi. Ngon, ngọt lắm. Ngọt lắm. Bông bèo Tây ngon lắm. Hãy kiềm dự quá bớt nhá, để vì cái nồi mình phải làm một lần nước thôi, không làm đi làm lại được đâu. Hải thưởng thức đi rồi sao? Đoạn. Thế mà chiến nhá. Đoạn. Ăn đưa mình ăn có hay không ấy. Ăn lươn là ngon nhất là cái miếng đuôi. Đuôi là ít xương nó mềm mà nhiều thịt quá. Nhưng mà mình biết cái nào không? Không biết cái nào ạ. Không, nhưng mà nước ngọt. Phải nói là cái lươn tự nhiên, tự nhiên hoàn toàn của cái đầm đá này, không không có ai nuôi, không kích điện. Lươn đánh ống rất béo và thơm các bạn. Chín hết mà anh phải xào rồi, yên tâm. Có một cái là ok luôn. Chúng ta xào nhất là chín tại chỗ. Được, xào quanh. Không quen à? Ăn đã lắm bạn ạ. Ngọt lừ luôn. Ăn cả xương ra ấy. Xương ngọt nó lại cay cay còn. Đúng chính là khi nãy mình mà dần là sai vị ấy đúng không? Sao không có gì lắm. Đây này. Có gì lắm. Bạn ra các bạn ăn thử đi nha. Chào nhá. Chú chú chào đây. Đấy rồi gặp luôn. Trông nó đơn giản nhưng mà ăn nó chất. Bác về cầu cả đó cá một miếng đi em kéo cắt đi.